Vâng, kính thưa cô chú anh chị và các bạn, đã trở lại kênh của Bùi Hải Vlog nha. Sáng nay có xe đậu cửa nhà cậu à cô chú anh chị ơi. Bữa nay xe rất là đông luôn á cô chú. Bữa nay là 24 Tết rồi nè. Thì chạy lẹ quá. Có chị gái bên văn phòng qua riêng. Ủa sao chị đi ra rồi? Thấy tấp vô chạy ra luôn rồi. Này con chào cô. Con chào chú. Gia đình mình đi thăm người nhà mới về. Dạ. Dạ. Mình cho chuối đâu ta? Dạ con chào chú. Mình hôm nay mình đi biến mộ hả chú? Biến mộ rồi ghé. Dạ đi biến mộ rồi ghé. Mẫu cậu đẹp không cô? Dạ. Đẹp mà kiểu đặc biệt luôn hả cô? Ở đó đèn dầu quá chị. Phải có cái cây đèn ở ngoài cho mưa nó không có ướt, không có tắt. Ở đây truyền hình xuống hả? Đó, hôm nay có đài truyền hình xuống quay chương trình tảo mộ của ngày 24 và 25 ha. Mời phóng viên xuống quay mẫu cậu, chụp hình mẫu cậu nè. Quá trời bà con ta vô đông quá trời luôn cả. Lên mấy lần mộ bà già chú. Hôm nay mình thả mộ bà ha chú. Nay lên tảo mộ mộ mới. Dạ. Tạ mã. Mộ mới luôn. Dạ. À, bà ở khu nào chú? Khu B1. B3. Dạ. Mới luôn. Dạ. Quá trời bà con đến gần chiều phải lội bộ qua nghe chú Linh. Dạ con chào mấy cô. Hai anh phóng viên đài truyền hình xuống mẫu cậu chụp hình mẫu cậu rồi tôi biết. Dạ, ngày mai còn đông hơn bữa nay nữa. Tại quay viên là có 2 ngày 24 25. Là hai cũng người ta cũng còn làm đi làm ngày cuối á. 2 ngày này là đông dữ lắm. Dạ.
À, bữa nay à, quá trời đông mà, bữa nay mới 24 mà đông quá chừng rồi cô chú ơi. Sáng giờ kẹt xe. Dạ. 24 mà đông lắm rồi. Chúc gia đình mình Tết rồi. Dạ cảm ơn anh nhiều. Chúc các cô năm mới dồi dào sức khỏe, ăn khang làm ăn phát tài nha. Dạ cảm ơn cô. Dạ. Cô chú từ đâu đến hay con? Ừ, cũng Bình Dương lên. Rồi năm nay mình bán nước tương đỏ chú. Tương hả? Ừ. Đó là tôi chuẩn bị tôi xem qua tôi bán tiệm vàng rồi. Dạ. Tại vì tôi cũng nhờ từ hồi Vũ lên chết tới giờ tôi lên ghiếc nè là ổng như hộ khẩu tôi sao. Kiếm qua bán vàng. Dạ. Hiểu không? Chúc mừng gia đình nha chú. Rồi. Quá trời kẹt xe luôn coi. Trời ơi. Kẹt xe quá chừng rồi. Bên đây nè cô, nãy thấy đậu bên đây nè. Quá chừng kẹt rồi. Dạ, dạ, bye cô. Quá trời kẹt rồi ra. Đó là từ chấp lưng hoa viên đó. Bữa nào cũng có lên. Rồi, cảm ơn các cô chú nha. Dạ, chào cô chú. Dạ, chào mấy cô nha, mấy cô. Chào chú. Kẹt cứng hết rồi. Báo rồi đến vậy của. Năm nay là 5 tuổi của anh nhà báo phóng viên của Hoa Viên nha. Là rau rồng. Rau rồng. Không phải rau rồng. Hơi dài. Quá đường dành xe nha, xe dữ lắm đó. Cái tiếng đường này chưa đâu. Còn cái kia vô trong chỗ tiếng vô trong kia kìa. Chút xíu mấy anh em mình đi vô thử quay thử một đoạn rồi. Đông lắm đó. Hay à, quý cô chú chạy nguyên cái vàng YouTube hơn. Dạ, Bùi Hải Vlog cũng xin kết thúc video tại đây cô chú anh chị ơi. Xin hẹn cô chú anh chị lại video tiếp theo của Bùi Hải Vlog nha. Như ông bà cô chú có xem kênh của Bùi Hải thì cho Bùi Hải xin một lượt like, một lượt đăng ký để Bùi Hải có động lực làm những video hay nhất tại mà hội nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh gửi tới cho cô chú anh chị gần xa xem ạ. Rồi lần nữa Bùi Hải xin chào và hẹn gặp lại cô chú ạ.